chị làm cho em hạnh phúc lây luôn á. Mối tình đầu tiên á là lấy thành vợ luôn á là năm 1990 cho tới 2018 ly hôn. Lớn nhiêu? Cháu lớn nhất là sinh năm 91, cháu thứ hai là sinh năm 2000. Dạ. Còn bên mình sao nè? Em thì ly hôn được 18 năm rồi ạ. Ba đứa con nên là ở vậy nuôi tụi nó. Sau 18 năm thì em cũng có quyết định nhà quen một anh 6 năm. Thì em cũng định đi đến hôn nhân ấy, nhưng mà cuối cùng thì cũng có những cái quan điểm không có trùng khớp với nhau. Dạ vâng. Xin mời nhà gái. Dạ, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Xin mời anh ngồi ạ. Rồi, bây giờ mình mời nhà gái giới thiệu về bản thân trước nè. Em xin chào tất cả trường quay ạ. Chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Em Quảng Thị Ngọc Loan, sinh ngày 10 tháng 3 năm 75 ạ. Em đến từ Lâm Đồng. Quảng Thị Ngọc Loan hả? Dạ vâng ạ. Lâm Đồng là huyện nào vậy em? Dạ, huyện Đức Trọng. Loan làm gì? Dạ vâng, em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, mời nhà trai. Chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả khán phòng, với chào bạn gìn nữ bên kế bên. Mình tên là Vũ Hoàng Đức, sinh 1969, nghề nghiệp tự do. Tự do à. Anh ở đâu anh Đức? Anh ở quận 12, Lê Văn Khương. Anh làm công việc tự do là cụ thể là anh làm gì? Lúc trước anh làm bên trang trí nội thất sơn nước á. À, anh làm sơn nước. Ừ, rồi sau này anh mới chuyển qua bảo vệ anh làm. À, quận 12, còn kia là ở Đức Trọng. Anh có hay đi Đà Lạt không? Đức Trọng ngày xưa anh ở ngay nhà thờ Đức Trọng á. Ủa vậy đó hả? Lúc anh thời anh ở là coi như là thời đất đỏ, còn đường đất đỏ xe ngựa đó. À, vậy là cũng có duyên gặp người ở Đức Trọng ha. Mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm khuyết điểm. Em thì hay khóc, hay tủi thân, đôi lúc hơi nóng nảy một chút nhưng mà chịu lắng nghe. Dạ. Còn điểm mạnh của em thì cũng năng động trong công việc, xã giao. Nó hay khóc lắm đó nha, bên kia là phải chịu đó nha. Anh có sợ con gái hay khóc không? Sợ chứ. Sợ. Anh thì có ưu điểm, khuyết điểm gì anh nói cho nhà gái nghe đi anh. Anh thì nói chung việc nhà, nội trợ, nấu nướng, giặt giũ thì anh làm được hết. Làm hết luôn. Rồi chẳng hạn như nhà em hư, em sửa chữa gì anh đều làm được hết. À. Vậy đó. Nhưng mà anh thì không có nhậu. Anh chỉ có cà phê với lại thuốc lá thôi. Thuốc lá nhiều không anh? Anh trung bình lúc trước anh hút cả gói á, nhưng mà sau này anh có bỏ bớt rồi. À, tuổi mình cũng lớn rồi, bỏ hút thuốc bớt đi anh. Bây giờ hai người cho chúng tôi biết luôn cái đường tình duyên sao đi. Mối tình đầu tiên á là lấy thành vợ luôn á là năm 1990 cho tới 2018 ly hôn. Ly hôn? Ly hôn. Rồi, mấy đứa con anh? Hai đứa. Lớn nhiêu? Cháu lớn nhất là sinh năm 91, cháu thứ hai là sinh năm 2000. Dạ. Mình cũng cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, nhưng về sau này lúc cái thời điểm đó thì bà xã cứ tối là chiều á là cứ đi vũ trường quán bar thâu đêm suốt sáng vô đó nhảy đầm á. Suốt một tháng trời đó, nói chung mình cũng cố gắng mình thuyết phục, mình sống tình cảm mà mình không có vũ lực, hay là không có chửi bới làm cái gì. Yeah. Bây giờ mình có ép buộc nó cũng chả được cái gì. Yeah. Mình cũng dùng những lời khuyên này kia, cuối cùng đúng một tháng sau thì mình quyết định về ly hôn. Rồi nhà cửa thì để lại cho hai đứa con, tự động hai người đi ra. Mà quan trọng là chỉ đi với ai. Đúng rồi, đi với ai và làm cái gì thôi. Có dắt mình đi một lần, Ngọc Lan. Đi vô đó một lần thì mình cũng có thích. Rồi sau rồi cứ cái đà đó cứ muốn đi, mà mình khuyên hoài không nghe. Rồi cái kiểu mà giống như nói là giống như là, chẳng lẽ tôi là giống như là nô lệ hay là tù, hay là muốn đi đâu hay có quyền hạn. Nhưng mà mấy cái chỗ đó là mình đừng nên đến. Tốt nhất. Có khi nào anh nằm anh nghĩ lại rằng là ủa lý do gì mà vợ mình không ở nhà chơi với mình, mà vợ mình cứ suốt ngày đi ra ngoài chơi? Tính của mình thì nói chung không có thích ăn nhậu, không thích vô những cái chỗ mà vũ trường quán bar giống như nhảy này kia. Coi như là hai chị không hợp với nhau trong cái mảng giải trí. Thật ra mình nói ở đây quán bar, vũ trường không phải là xấu đâu. Một cái loại hình văn hóa, quan trọng là chúng ta xấu hay không là do chúng ta thôi. Cuối cùng đúng một tháng sau, trong cái thời gian mà bà đi á, mình lúc đó chưa ly hôn á, thì mình cũng có điện thoại. Thì cái người bên kia bắt máy không phải là bà mà một người nam. À, rồi. Nó tóm lại là tự động hai người đi hai ngã, để ngã ba lại cho con, hai đứa con ở. Rồi sau cái mối tình thứ hai á. Có mối tình thêm nữa. Mối tình thứ hai nó như vậy, giống như một tháng trời đó mình buồn lúc mình ly hôn rồi đó. Thì giống như mình sống trong một cái gia đình nó êm ấm, nó quen rồi. Rồi. Khi mình bước ra ngoài thì mình cảm thấy nó trống vắng quá. Đúng rồi. Thì cũng quen người trên mạng này kia thôi. Quen trên mạng. Quen trên mạng rồi nói chung toàn bị lừa. Bị lừa quen bao lâu nữa? Quen cũng được một năm mà cứ mỗi lần lừa là cứ vài chục. Vài chục trai vậy đó hả? Ừ. Yên tâm, quen bạn muốn hẹn hò không ai lừa ai hết trơn á. Thì mình mới sợ, nhờ đó chương trình
Dạ. Mà tính ra đăng ký tới hơn một năm rồi đó. Hơn năm ấy hả? Đúng rồi. Tại tìm chưa được người thôi. Hoàn cảnh anh vậy thì tôi qua coi bên nhà gái coi làm sao. Rồi, xin chào chị gái. Vâng. Cái hoàn cảnh bên đó thì đường tình duyên nó trắc trở, còn bên mình sao nè? Dạ vâng, cũng trắc trở nên mới tới đây. Cũng trắc trở rồi, vâng. Trắc trở làm sao? Vâng, em thì ly hôn được 18 năm rồi ạ. Vâng, ba đứa con nên là ở mẹ nuôi tụi nó. Ba đứa con lớn nhất là nhiêu chị? Dạ, 27 tuổi. Ồ, nhỏ nhất? Nhỏ nhất thì 23. 23, chia tay ông xã 18 năm rồi ha. Thì sau 18 năm thì em cũng có quyết định nhà quen một anh 6 năm. Thì em cũng định đi đến hôn nhân ấy, nhưng mà cuối cùng thì cũng có những cái quan điểm không có trùng khớp với nhau. Dạ vâng. Mỗi người đều trải qua những cái sóng gió cuộc đời. Bây giờ chúng ta đang tìm cái sự bình yên đúng không? Vâng. Rồi bây giờ chị trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Chị muốn một mẫu hình người đàn ông lý tưởng sắp tới sẽ như thế nào? Em chỉ cần người ấy là biết chia sẻ. Chia sẻ. Vâng, lắng nghe. Lắng nghe. Có một chút hy sinh và nhường nhịn em một tí. Bởi vì cái tính em hơi nóng. Nóng. Vâng. Dùng là phải hiểu chị một tí ha. Dạ, hiểu em một chút. Cả hai đều đổ vỡ với đi đến đây thì em nghĩ rằng là nhịn nhau một chút. Thật ra rất nhiều cặp đổ vỡ đến đây. Vâng. Bây giờ họ đang gọi là rất là bình yên. Vâng. Rất là hạnh phúc. Bởi vì họ trải qua sóng gió, họ không muốn gây nên sóng gió nữa. Vâng. Chính vì thế nên rất nhiều cặp đôi đến đây đã thành đôi rồi đó. Hy vọng ngày hôm nay hai bên đã nghe chuyện lẫn nhau rồi. Mình hiểu nhau một phần nào đó rồi. Giờ đó. Em sẽ hỏi nhà trai coi là mong muốn có một người phụ nữ như thế nào nè. Nói chung anh thì chú mong muốn bên nữ thì nói chung chỉ biết cách sống, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Thì bên đây vậy cũng muốn vậy sao? Sống tình cảm với nhau thôi. Từ giờ mình cũng đã trải qua cái giai đoạn nó khổ rồi. Rồi. Thật ra thì hai anh chị cũng có cái sự đồng điệu với nhau. Đó là cũng đã từng đổ vỡ và lứa tuổi thì cũng xem với nhau. Nên bây giờ là không có cần gì ngoài sự bình yên trong đúng gia đình rồi. Hết. Nhưng mà quan trọng hồi nãy anh nói là không thích người đi bar với vũ trường. Đây có thích không? Dạ em cũng ít đi. Em thì thường có những cái cuộc hẹn như bạn bè thì đi hát. Đi hát đi thôi. Hát karaoke. Hát karaoke đúng không? Vâng. Hát karaoke hát được không? Hát karaoke anh khoái hát. Đó rồi, vô. Vậy là hợp đó. Nhưng mà bên đây hơi nóng tính, anh có nhịn được không? Anh thì nhịn nhục được, nhịn nhục phải không? Được. Nhiều khi mình nhịn vợ mình chứ nhịn ai mình đâu, nhịn sợ. Quá, sợ mình nhiều khi nhịn vợ mình quạo quá, được. Chửi dài câu cũng ráng nhịn nhục chút xíu. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Nói okay. Chung là có cùng cái sở thích rồi đó. Nhà anh trai đi mình. Rồi có anh Quyền Linh lo cho anh ha. Rồi. Nhà gái đi với ai ạ? Dạ chị ruột với lại một người bạn thân ạ. Dạ. Xin mời đại diện nhà gái. Lời đầu tiên thì tôi xin chào ông Mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan. Dạ. Ngọc Lan là em gái út trong nhà. Số thì rất là khổ. Làm mẹ đơn thân 18 năm nay mà không có được chồng phụ cấp một đồng nào hết á. Tự lo cho con hết. Đến hôm nay thì con cái đã ổn định. Nói chung thì lớn tuổi ai cũng có cần có một bờ vai để nương dựa lúc tuổi già. Hai người có mặt trên chương trình này thì cũng có một điểm chung với nhau. Mong sao là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bởi vì ai cũng lớn tuổi và ai cũng đã từng đổ vỡ. Là nói chung là chúng ta từng trải rồi. Xin chào chương trình. Rồi, cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt nha. Mở rào. Đó, câu chuyện còn lại là của anh đó. Bình tĩnh nha chị. Anh đẹp trai. Thôi lớn lên anh nha. Anh chào em. Dạ. Anh không muốn ngồi mồm tặng em nha. Em có gì em hỏi anh đi. Em đang có một chút bối rối nên là em nhường cho anh hỏi chứ. Em ở Đức Trọng là em ở gốc đó luôn hả? Dạ vâng. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở đây. Ngày xưa anh ở ngay ngã ba nhà thờ Đức Trọng á. Buổi sáng thường anh đi nhà thờ này kia, anh ấy cũng đi lễ ở nhà thờ Đức Trọng. Dạ, em thì ngay chợ Đức Trọng. Thì em kinh doanh buôn bán và lớn lên ở đấy luôn. Anh thì hiện tại anh cũng làm ở Sài Gòn. Nói chung công việc nó cũng dễ, không có gì khó. Vâng. Với anh có làm thêm cái công việc ở ngoài nữa. Vâng. Vậy đó, nhưng cuộc sống nói chung anh thì sống nó ổn định. Vâng ạ. Nhưng mà hiện tại giờ anh ở với mẹ anh thôi. Từ mẹ anh là giáo viên về hồi giáo viên hưu á. Có em anh với lại hai chồng em anh nó lo rồi. Bản thân anh thì tự động anh lo mình anh thôi. Anh cũng muốn kiếm một người bạn đời sống biết chia sẻ buồn vui với nhau. Vâng. Còn anh thì anh không có nhậu à. Anh nhịn nhục được. Dạ. Ví dụ như anh nhịn em thì anh nhịn được. Ví dụ như người ngoài đời xã hội thì bắt buộc mình phải có tiếng nói rồi. Nói câu nhịn nhục thì nó hơi nặng một chút.
có thể là anh nhường em một chút khi em nóng. Thì đúng rồi. Dạ vâng, mà em cũng dễ dạy lắm. Em nguội rồi em cũng rất là dễ dạy. Dạ. Cuộc sống của em cũng còn một chút lo lắng. Anh đến với em thì đừng có nói những cái điều lo lắng cái đã. Mình cứ tìm hiểu nhau coi có những cái chung hay không, và có những cái mình hợp với nhau nữa. Còn vấn đề mẹ hoặc là bố thì anh còn mẹ, đó là một điều hạnh phúc ạ. Bố mẹ em đâu mất hết. Bố anh thì mất lâu rồi, anh còn mẹ thôi. Còn nói về cái cuộc sống thì cái việc mà hợp nhau á, là quan niệm giữa hai người biết sống, biết nhường nhịn nhau mà sống thôi. Vâng anh. Em muốn về Sài Gòn sống hay là em anh về đâu anh sống cũng được. Em thì em luôn tạo điều kiện cho mình là mình có chút riêng tư cho nhau. Nếu như anh muốn em về dưới này thì em cũng về được. Hiện tại thì em ở trên đấy thì ở về nhà của bố với lại chị gái anh ạ, và đứa con thì hai anh nó, thì một đứa đi Nhật và một đứa đi Đức, nên là anh muốn em đi đâu em cũng đi được ạ. Hay quá. Anh cũng vậy nữa, cuộc sống hai anh cũng muốn đi đâu anh muốn vui, anh muốn đi xa nữa. Hôm bữa anh cũng nghĩ rồi, anh có nghĩ có thể anh vác cái ba lô, anh có thể anh về hướng Lâm Đồng hay anh về hướng Đà Lạt, anh về hướng Đồng Nai. Dạ. Anh tự gầy dựng anh sống được. Dạ vâng. Anh chỉ mong cuộc sống như vậy thôi. Còn đến với chương trình á, anh cũng mong, rất mong tìm được một người bạn đời. Anh nói thật sự luôn. Ở cái lứa tuổi của em muốn kiếm cho một mình cái chỗ dựa vững chắc, chứ còn không được lựa chọn để mà yêu đương nữa. Thì bởi vì rồi, cái lứa mình nó đi rồi, dành lại cho con cái mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ anh bước tới nắm tay chị gái đi. Cho anh nắm tay em. Đó, hai người đứng lên sát bên nhau nào. Nói chung đến với chương trình này anh cũng mong, nó nói thật anh sống nội tâm, anh sống tình cảm lắm. Dạ. Bao nhiêu năm tháng này em chơi run. Bơi sống một mình không à. Em hơi run một chút. Anh có thể đi về trên đó tạo nghiệp với em cũng được. Vâng ạ. Em đi đâu anh đi theo đó, vậy thôi. Vâng, thì em cũng nói là tất cả mọi cái thì mình còn cần phải hiểu nhau nữa. Em cũng không tạo cho anh một cái áp lực để mà phải đi với em, hoặc là phải như thế này, phải như thế kia. Mình phải lắng nghe nhau anh ạ. Đúng rồi. Vâng. Chúng ta muốn tìm đi đâu đó, tìm một mảnh vườn nhỏ nhỏ rồi hai người trồng hoa, trồng dạ, cây. Dạ, có hồ cá nữa anh ạ. Gần có hồ cá nữa. Dạ. Trồng câu cá, vợ kho vâng. cá. Em. Vâng. Cho nhau cái cơ hội để mình đến với nhau nha. Cảm ơn anh ạ. Ừ. Dạ. Anh thấy chị như thế nào ạ? Nói chung là rất là dễ thương mà cũng cân xứng với anh nữa. Thôi hai người về chỗ nào? Hai chị về chỗ. Quỳ Linh nghĩ rằng anh chị đủ để chúng ta có thể đưa ra một quyết định chính xác cho chính mình. Quyết định là của mình, chúng ta quyết định và chúng ta có trách nhiệm với quyết định đó. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Cùng bấm. Tuyệt vời. Hai chị bấm cùng một lúc với nhau luôn. Chính thức, anh chị hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, như là vợ chồng son nhá. Lâu quá em cũng không được cầm tay một bạn trai mà đang hẹn hò. Vâng, cái cảm giác ấy nó kiểu gì ấy. Thanh xuân mình đang trở về đó. Hẹn hò như những lần đầu tiên anh chị nha. Vâng, vâng. Thì không thiếu một nụ hôn đầu tiên nào. Mời anh. Em xin chị nha. Đó. Hai bên luôn, hai bên luôn. Trời ơi, cái người có kinh nghiệm hùng cái nó đã gì đâu. Ngược lại chị. Hai anh chị làm cho em hạnh phúc lây luôn á. Thiệt. Mọi người có công nhận vậy không đó? Cái hạnh phúc nó lan tỏa khắp cái khán phòng này luôn á. Tuyệt vời đó. Đến tuổi này thì chúng ta chỉ cần bình yên, chỉ cần có nhau để dựa vào nhau, để chia sẻ lẫn nhau những vui buồn trong cuộc sống. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Vâng. Cảm ơn Quyền Linh nha. Rồi. Cảm ơn người học lại. Đi làm, hai chồng phải đi làm có tiền rồi sau đó mới xây nhà thì ý em sao? Em không quan trọng cái vấn đề đó. Có nghĩa là nếu mà được thì hai vợ chồng lấy nhau về thì từ hai người từ vun vén cái gia đình của mình. Chứ không nhất thiết là anh đó phải có cái này cái kia. Em không quan trọng vấn đề đó. Rồi, vì em khá độc lập tài chính. Em có muốn làm dâu không? Dạ có. Thích làm dâu? Dạ. Rồi, quá tốt. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, nói chung là trong thời gian ngắn nhất cũng được ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Nói chung là tùy vào em và bạn nữ tìm hiểu nhau như thế nào. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi mà chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ bạn gái nói giờ muốn 6 tháng nữa được không? Dạ, rất sẵn sàng ạ. Lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu em? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại bạn ấy em ơi quận 12 làm việc quận 12 vậy gần quá rồi gần vậy thì tạm thời tụi em sẽ ở Sài Gòn.
làm việc rồi khoảng 1-2 năm rồi tính tiếp, xem tình hình thế nào. Tình hình là tình hình gì? Dạ, còn tùy thuộc vào có muốn làm tỷ phú hay không à. Rồi mình sống có cần làm dâu không em? Em đang sống dạ, thai. Dạ, không ạ. À. Em đang sống, em đang ở trọ với em gái. Còn ba mẹ ở dưới quê. Thì muốn nhà cửa thì cũng mua được thôi. Dạ, dạ lấy vợ về là ở chung với em gái luôn. Em gái vẫn ở chung với mình luôn. Dạ, chắc có lẽ là tách riêng ạ. Tách riêng. Dạ. Rồi, vậy được rồi ha. Nghe rồi hả em ha? Dạ. Có, không có làm dâu bây giờ không có ba mẹ ở đây. Dạ. Mẹ ngoài quê. Đơn giản, bên đây cũng rất đơn giản. Bên kia thế nào? Dạ, ồ, chàng gái. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai bên nói chuyện em tưởng tượng xem anh bên đây như thế nào. Dạ em tưởng tượng ra. Không tưởng tượng được hả? Dạ. Hồi tối hôm qua có trăn trở, có nằm mơ gì không? Dạ không trăn trở nhưng không ngủ được. Không ngủ được. Dạ. Chờ sáng hôm nay đúng không? Dạ. À, sáng hôm nay mình kéo cái vách này ra mình gặp nhau thôi đúng không? Dạ. Anh bên đây anh cũng hiền, làm công nghệ thành ra là đôi khi nó cũng hơi khô khan chút xíu. Dạ. Vậy thì em là phụ nữ em có thích sự lãng mạn không? Em thích thực tế một xíu. Mọi người là đừng có lãng mạn quá, em thích chạy chậm. À, dạ. Tức là khô khan cũng được đúng không? Dạ, được. Hôm nay cũng khô khan hả? Dạ, tôi là công nghệ hay khô khan lắm. Dạ. Ha? Ừ, em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Anh đang ở trọ đó, em có yêu cầu nhà cửa gì giống như mấy người trước không? Dạ không ạ. Không đúng không? Dạ. Hai đứa lấy nhau về ở trọ cũng được. Tất nhiên là phải 1-2 năm gì đó, hai anh em mà lấy nhau ấy, 1-2 năm phải ổn định để kiếm một chỗ tổ ấm thì sau này sinh con thì con đỡ vất vả. Đúng rồi. Khoảng bao lâu chúng ta có thể xây tổ ấm được em? Tức là xây nhà đó. À, xây nhà thì khoảng 1-2 năm ạ. À. Rồi, 1-2 năm được rồi. Khoảng 1 năm ạ. Bây giờ tạm ở trọ đi. Cái hai đứa coi như thổi cơm chung cùng nhóm nhà mình làm nhà nha. Dạ dạ. Rồi, ổn định. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi anh rể với chị gái và cả anh chị trong cùng công ty ạ. Rồi, sao chị gặp anh chị của em? Dạ, anh rể. Rồi, cho gặp anh rể. Dạ. Anh xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả có mặt trong hội trường hôm nay. Chào em. Em xin giới thiệu, em tên là Hưng, là anh rể của Vân Nhung. Thì nói về tính cách của Nhung á, thì trước giờ thì Nhung sống rất là nhiệt tình. Anh em thì gọi cái là có liền à. Rất là vui vẻ nhiệt tình, nhưng mà tính có cái nói chung điểm yếu là cũng hơi nóng tính, gọi là chưa được khéo léo. Còn nói về bạn trai phía bên này thì em thấy về bạn về tính cách rồi công việc rồi mọi thứ cũng tương đối là ok ạ. Nói chung nếu mà hai em mà ấy thì nói chung anh chị cũng đồng tình ạ. Rồi, em xin cảm ơn. Chị dạ, cái bơ là anh. Gì của rồi cho gặp chị gái đi. Nói vài câu đi với em. Nói gái đi, đi. Nói đi. Nãy giờ ngồi nói đi, nãy giờ thấy cảm động đúng không? Hình như là chị gái muốn khóc đó. Chị gái nói một câu gì chị gái? Tại sao lại khóc? Thấy em gái chuẩn bị lấy chồng khóc hả? Em nói cho chị nói một câu đi, nói đi em đâu có gì đâu. Nói một câu với em gái mình thôi. Ừ. Để em gái mình chuẩn bị quyết định có bấm nút hay không nè. Được không chị? Được không kìa? Nói chung thì nhà em, cổ em hơi khó. À. Dạ, lấy nữa. Có thể đỏ ẻ lại cho bố em. À. Dạ. Bố có đưa ra yêu cầu gì khó hay sao chị? Đưa ra yêu cầu làm sao? Không đó chị. Bố em thì cũng đình đầu đâu. Nhưng mà hồi xưa bọn em đi học á, thì ông một bắt là học hành xong rồi, ý là phải học hành xong rồi có công việc ổn định thì mới được có bạn trai cưới. Giờ công việc ổn định rồi thì ấy. À. Thành ra bữa nay chị gặp đối tượng nên chị vui đúng không? Có thể vậy. Vậy thấy anh bên đó thì sao? Có hợp với em gái mình không? Dạ thì em thấy cũng được. Tùy hai đứa thôi. Tùy ha. Dạ. Hy vọng hai em đồng ý bấm nút thì còn vui hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn chị.
Rồi, trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu và các bạn của em ạ. Ồ, có cả nhà luôn. Dạ. Sao gặp chào mẹ cô bạn trai nào? Chào em, chào bác. Xin chào hai MC dễ thương Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cô. Quý vị khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của cháu Phương. Nói về cháu Phương thì là nói đúng là cháu thì là rất hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lắng nghe mà nghe lời, kính trên nhường dưới. Dạ. Mà cũng nhường nhịn, nói chung là như thế. Thì hôm nay là cũng do cái công việc không chưa tìm được nửa yêu thương của mình, thì là cũng thứ nhất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai trẻ quốc quân của tôi là được gặp nhau. Thì là tôi thấy là cháu gái bên đây là cũng được, thì cũng mong sao là cho hai con là tạo điều kiện cho nhau để có chương trình để tiến tới xa hơn. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Rồi chúng ta đã nghe ý kiến người thân hết rồi ha. Bây giờ là đến giờ phút hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ kéo cái hàng rào này ra. Kéo hàng rào qua cho hai bên gặp mặt nào. Chào anh. Có bó hoa tặng em. Dạ rồi. Em sẽ được phát tặng anh. Cái này em chuẩn bị tâm đắc. Nó gọi về hạnh phúc. Trong đó thì hạnh phúc không phải là một điều gì lớn lao, mà nó chỉ là một những điều nhỏ vui vẻ trong cuộc sống là được không? Và anh cảm ơn em. Cuốn sách đó tựa gì vậy? Mình nói gì khi nói về hạnh phúc? Khi nói về hạnh phúc của Rosie Nguyễn. Theo em hạnh phúc là như thế nào? Em trai Theo em hạnh phúc thì nói chung là mình sẽ làm những gì có thể mà đem lại cuộc sống ấm no, rồi làm cho bạn gái mà cảm thấy là vui vẻ, tự nhiên, thoải mái nhất. Xin lỗi, anh Phương sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 87. 87. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 89. Vậy dạ, là quá hợp rồi. Anh ở đâu Thanh Hóa? Ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Em biết bạn em cũng khá nhiều ở đó, nhưng mà em chưa về đó bao giờ, có đi qua rồi. Ngày vì ngày xưa em học ở ngoài Hà Nội á. Không biết anh vào đây lâu chưa ạ? Anh vào đây từ năm 90. 90 hả? Còn khá. Có là gia đình mình ở trong này luôn hả sao? Trong này hết. Còn em? Em ở ngoài Quỳnh Lưu, Nghệ An luôn. Gần sát với tỉnh Gia luôn ấy ạ. Vậy em vào đây bao lâu rồi? Em mới vào được hơn 3 năm. Hơn 3 năm? Dạ. Ở với ai em? Dạ. Ở với ai? Hiện tại bây giờ em đang ở với bạn cùng công ty, còn chị gái và anh rể với em trai thì đang ở dưới Đồng Nai ạ. Theo anh quan niệm thế nào là gia đình, về gia đình ạ? Gia đình thì nó có nhiều phạm trù lắm. Thì chẳng là một cái nơi mà mình đi về để xây cái tổ ấm cho mình, gọi là gia đình. Anh có sẵn sàng chia sẻ rồi có nghĩa là phụ giúp vợ trong cái vấn đề phụ giúp gia đình làm cái này em yên tâm anh mọi việc trong nhà anh đều biết làm hết. Và anh sống tự lập khá lâu rồi nên những cái việc đó là ok lắm. Dạ. Cái em hỏi thêm một vấn đề nữa là theo anh trong một mối quan hệ thì cái gì quan trọng nhất ạ? Trong mối quan hệ thì quan trọng nhất là hai bên phải biết quan tâm, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau. Dạ rồi, cảm ơn. Kế hoạch đám cưới của mình như thế nào? Con cái, tài chính, mình bàn với nhau luôn đi hai bạn. Thì em không sợ làm dạ, dâu đúng không? Em không sợ vấn đề làm dâu. Vậy là ok rồi. Nói chung là ở đây em không cần thiết phải làm dâu. Dạ. Chỉ hỏi vậy thôi. Dạ rồi. Gia đình anh hiện tại bây giờ ở trong này thì ở đâu ạ? Ở trong này, ở Bình Phước luôn ạ. Bình Phước. Dạ rồi. Anh ở trọ. Dạ. Chúng ta hẹn hò thế nào? Ở đây quận 12 với Gò Vấp thì khá là gần nhau rồi. Anh ở đường nào Gò Vấp ạ? Anh ở bên chỗ đường Quang Trung á. Quang Trung thì gần. Em ở chỗ nào quận 12? Em ở Phan Hớn gần đây luôn ạ. Vậy quá gần luôn rồi. Dạ.
Đi khoảng mấy phút là tới à? Dạ. Tiện quá ha. Dạ. Coi cặp này có bộ tiếng lẹ luôn đi. Chứ mà hẹn hò một tuần được mấy lần? Công việc của em như thế nào để em hẹn? Xin lỗi anh, là bây giờ trong thời điểm này thì em có buổi tối em có đi học thêm tiếng Nhật. Cho nên là thời điểm này em đang tập trung ôn thi để tháng 7 em thi. Nên là cả tuần buổi tối gần như là em chỉ có rảnh tối chủ nhật thôi ạ. Nếu mà anh thông cảm thì... Không sao, ít nhất ra một tuần mình gặp nhau một lần là ok lắm rồi. Dạ dạ. Chứ đừng có để cả tháng mới gặp một lần. Không, chắc không có chuyện đó đâu. Cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Dạ. Giờ đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Em cảm nhận về bạn nữ thì là một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Và nói chung là mọi người lý tưởng của em rồi. Còn bạn nữ cảm nhận về bạn trai như thế nào? Nói chung là nhìn anh cũng hiền, cũng có vẻ chín chắn. Còn nếu mà về tính cách sau này thì chắc có lẽ mình phải bấm nút rồi tìm hiểu ngoài, chứ giờ trên này cũng chưa tìm hiểu được nhiều. Và lần đầu tiên gặp anh ấy em có cảm nhận gì không? Nó có rung động chút xíu gì không? Xíu xíu thôi anh. Chút xíu. Em có rung động chút xíu nào với đối phương của mình không? Dạ có. Hay là bạn có trai hả? Hãy làm một cái gì đó, hành động, một lời nói gì đó nó quyết liệt hơn. Tại bạn gái giờ đang còn mong manh lắm. Em có thể nói tỏ tình hay là cái suy nghĩ của mình và mong muốn của mình với bạn gái. Dạ em thì... Nói trực tiếp với bạn gái đi em. Anh lập trình trái tim thường nó bị... chắc là bị lỗi chỗ nào đó. Nên bây giờ anh sẽ lập trình lại xem là cái trái tim lần này nó có được trọn vẹn hay không. Dạ. Yeah. Hay quá. Gì đấy? Đây, anh dạy về tin học và về lập trình. Đây là cái bài lập trình trái tim của anh. Hả? Em có thể đoán được cái ý em muốn nói ở đây là gì không? Gặp nhau trên đời đã xem như là cả duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. Em hiểu. Cần gì nữa không em? Mình hãy cho nhau cơ hội. Đây là kết quả. Rồi. Dạ, cảm ơn. Đọc đi em, đọc đi. Đọc lớn lên chị nghe với. Này đọc rồi. Gặp nhau trên đời là đã xem như là cả duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. Mình hãy cho nhau cơ hội em nhé. Đây là lời anh muốn nói với em. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Lời muốn nói với em xong giao cho em luôn, còn lấy lại nữa vậy. Dạ, cảm ơn. Nào, chúng ta ngồi vào ghế và chuẩn bị. Đến với giây phút rất là quan trọng nha các bạn. Thì bấm nút rồi. Bấm nút nha, đặt tay vào nút bấm và quyết định. Bây giờ chúng ta có thể nói vui vẻ, có thể đùa với nhau, có thể nói chơi, có thể nói mông lung. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về cái mối quan hệ này. Bấm nút là chúng ta có thể đi đến hôn nhân với nhau. Bấm nút là chúng ta đã trao duyên cho một người đối diện. Đã trao duyên rồi, không lấy lại được nha. Thành ra quyết định suy nghĩ cho nó kỹ. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái bấm rất nhanh, có lẽ là rất là quyết liệt, đúng không? Em đang suy nghĩ gì em gái? Em đang suy nghĩ là tại trên sân khấu này nó thời gian khá là ít, cho nên là nếu để mà quyết định trong một cái gì đó mà chưa tìm hiểu họ tính cách hàng ngày hoặc là họ va chạm cuộc sống nào thì mình quyết định hơi vội vàng. Nên em tự cho mình có cơ hội và cho anh một cơ hội để tìm hiểu ngoài xem nào. Và kỷ niệm đáng nhớ của ngày hôm nay, ngày lần đầu tiên hai bạn gặp mặt và đã tỏ tình trên sân khấu này và bấm nút hẹn hò. Mời bạn trai hùng bạn gái. Dạ em xin phép. Anh hôn trắng luôn. Nói chuyện câu gì đi. Có chị gái đang ngồi xúc động kìa. Dạ em sẽ cố gắng tìm hiểu em gái chị một cách nghiêm túc nhất và hy vọng là sẽ tiến tới được hôn nhân. Quan trọng là cái câu là em sẽ tìm hiểu cô em gái của chị một cách nghiêm túc nhất.
nha. Mình nói gì khi mình hạnh phúc gửi lại cho bạn nha. Dạ. Và mình nói gì trong rạp xem phim vào đó hẳn nói. Không nói gì hết. Khi xem phim các bạn sẽ nói những lời yêu thương với nhau.